Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Và đây là cái đường mà đường xuống làng Cự Đà. Đường này là chạy dọc theo con sông Nhuệ. Và hôm nay là Minh Toàn có cái dịp được xuống làng Cự Đà, và Minh Toàn là muốn gửi một số cái hình ảnh về cái đường này, đường đi xuống làng Cự Đà này. Gặp cái xe các bạn, Minh Toàn muốn gửi một số cái hình ảnh về cái tuyến đường dọc theo sông Nhuệ này đến quý bà con cô bác. Và đời mến thưa bà con, dọc theo đường này thì có một cái sự bất ngờ không hề nhỏ, đó là cái tuyến đường mà cây nằm giữa đường luôn. Đây, cây có những cây cổ thụ luôn, nhưng mà nằm phát giữa đường. Bên tay trái chúng ta là con sông Nhuệ. Nói đến sông Nhuệ thì người Hà Đông thì hầu như ai cũng biết. Mình toàn xin phép có điện thoại chút. Vâng, em nghe đây. Em gần đến đường tàu rồi. Vâng ạ. Vâng ạ. Và thực tế ra là hôm nay Minh Toàn có một cuộc hẹn mà đi ăn cái đặc sản ở Hà Nội này. Đường đi thì như các bạn thấy rất là cũng khó đi. Đường này là một trong những tuyến đường khó đi ấy. Bởi vì là đang đi giờ chừng là có những cái cây cổ thụ nó nằm giữa đường luôn các bạn ạ, hay là cây cột điện nó nằm giữa đường luôn. Và đường rất là cong keo, đây cây cổ thụ nằm trước đây giữa đường luôn. Đây là trường tiểu học Hữu Hòa. Đấy, chúng ta vừa đi qua trường tiểu học Hữu Hòa. Ở đây có một cái ngôi đền chùa Linh Xá. Cũng chia sẻ đến các bạn là hôm nay Minh Toàn đi ăn thịt mèo, nhưng mà để mà ăn được một cái thịt mèo ngon thì đường xá đi nó cũng khá là vất vả, cũng hơi xa so với chỗ Minh Toàn. Ở dưới này là nó nằm ở dưới Cự Đà rồi. Thì, quán thịt mèo thì có rất là nhiều, nhưng mà để chọn một cái quán ngon, ăn cảm thấy ngon thì không biết là các bạn như nào, nhưng mà với Minh Toàn thì nó hơi xa một chút. Mà Minh Toàn vẫn cố gắng, Minh Toàn đi. Đây dưới này các bạn gặp những cái vừa rồi là cái cổng làng cổ, bởi vì dưới này là tinh là làng cổ hết thôi các bạn ạ. Ta đang lưu thông ở xã Hữu Hòa và xuống dưới là Cự Đà. Đấy, xuống làng Cự Đà, và làng Cự Đà thì Minh Toàn thấy có một cái quán thịt mèo mà rất là ngon. Đây, đường nó khó đi như thế này bạn, cây cối cho đến mọi thứ nó chắn ngang giữa đường luôn. Là chúng ta đi qua một cái con đường gọi là đường tàu. Đường tàu này đây là cái làng này là làng gồm rất là nhiều quán thịt mèo luôn, dù như thịt mèo đằng trước. Không biết là các bạn thì nhất là đặc biệt các bạn gái thì có kiêng ăn thịt mèo không? Nhưng mà có một số bạn kiêng và một số bạn thì chúng ta nghĩ chắc cũng sẽ không kiêng, bởi vì con mèo là một con mà nó gần gũi với chúng ta. Chính như thế mà nhiều người cũng không ăn thịt mèo, thịt chó. Thì Minh Toàn rất là xin lỗi những người mà không ăn thịt mèo. Đây, thịt mèo đây, đủ món này. Nhưng mà chưa đến cái quán mà Minh Toàn đi tới đâu các bạn ạ. Đây, dọc bên chúng ta đang đi là con sông Nhuệ. Và con sông này cũng là một con sông nước thải rất là ô nhiễm. Và đây rồi, cái quán Minh Toàn tìm là đây rồi, trước mặt chúng ta. Quán mà Minh Toàn muốn đến. Chị à? Dạ. Thịt mèo rang béo. Wow. Dạ. À, em đi đường giờ mới xuống đến đây luôn.